cổ động viên nhí 9 tuổi. Đến cổ động viên nay đã 86 tuổi. Nếu có chung niềm đam mê bóng đá thì tuổi tác đã không còn là vấn đề. Thấy nhiều lần rồi mà đi lần nào ba người đi cổ vũ cháu. Cảm thấy rất là vui con, rất là phấn khởi khi các cháu mà nói chung là các cháu mà trong cái đội đội bóng lý là ba thấy là phấn khởi. Để cổ vũ cho người cháu là cầu thủ mang áo số 17 Ngô Minh Hoàng của đội trường Đại học Tây Nguyên, bà Nguyễn Thị An đã cùng gia đình và người thân có mặt tại sân từ rất sớm để hòa vào không khí bóng đá tại giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp cà phê Đầm Măng Đen lần thứ nhất năm 2023, khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Đam mê thể thao ở nhỏ, ông ngoại cũng là về bóng đá, người bố của cháu Hoàng cũng là bên. Nói chung Đại học Tây Nguyên thì ba đi với các cầu với đi với bố mẹ đó. Bố mẹ đi bài được nhỉ? Tham gia nhiều là tôi lúc còn 10 tuổi mà đá bóng lúc còn 10 tuổi. Thì chỉ nhí rồi nhí đồng cũng rất là nhiều rồi chiến thắng đá về mình sân 6 người. Nói chung là đá bóng là sân 6 người là nhiều. Hôm nay nói chung đá sân lớn ấy thì là 11 người thì chẳng có tham gia. Nói chung đến cổ động viên thì nói chung cũng rất là phấn khởi, cháu cũng có trong buổi hình là động viên cho cháu tinh thần đá cho nhiệt tình hơn. Ghi được nhiều bàn thắng. Phan Văn Khải đó số 20 của đội cầu lạc kỹ thuật công nghệ Nha Trang. Ở một góc khác là bồ cổ động viên nhí đang chăm chú theo dõi từng đường bóng. Đó là cậu bé Mai Gia Hưng đã theo cha từ Nha Trang đến Đắk Lắk để xem bóng đá, cổ vũ đội nhà. Cha của Hưng nằm trong đoàn công tác dẫn đội trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang đi thi đấu tại giải. Thích bóng đá. Với bố. Đội đá rất hay. Bóng đá cho nên là đi theo và cổ vũ cho đội bóng của trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang. Bắt đầu đá cho đến tất cả các em sinh viên ở trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang đá thấy là rất là hài lòng và rất chơi. Vòng loại giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2023, khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên, tổ chức tại sân trường Đại học Tây Nguyên Đắk Lắk có 4 đội bóng của các trường: Đại học Tây Nguyên, Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Cao đẳng Du lịch Nha Trang và Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, khởi tranh từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2. Chuyển vị trí của đội trưởng Châu Anh. Và đó là Châu Anh. Thì không.